Qua 10 lần tổ chức, Diễn đàn Logistics Việt Nam là hoạt động xúc tiến thương mại uy tín, có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao của lãnh đạo chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 với chủ đề Logistics Xanh, tổ chức bằng hình thức trực tuyến và khoảng 500 đại biểu trực tiếp đến từ các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan truyền thông và các đơn vị có liên quan tham dự. Tại đây, các đại biểu đã tập trung trao đổi về giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cách làm hiệu quả và kiến nghị các giải pháp để phát triển ngành Logistics, đặc biệt là giải pháp phát triển Logistics Xanh để tận dụng các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới để ngành phát triển, hỗ trợ mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Trong khuôn khổ diễn đàn, cũng đã diễn ra hội thảo chuyên đề về tối ưu hóa chi phí với Trung tâm Logistics và Kinh tế Tuần Hoàn, hội thảo Logistics Việt Nam chủ động thích ứng với bối cảnh mới, trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể cá nhân có thành tích trong phát triển dịch vụ Logistics năm 2022, ký kết một số bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, Hiệp hội Logistics Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, v.v.